Bạn thân mến, nỗi cô đơn tột cùng nhất là khi muốn chạm vào ai đó nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Một mình chưa hẳn là nỗi cô đơn nhất. Cảm giác cô đơn buốt lạnh đến tận tâm can là khi bạn chót tương tư một người không yêu mình. Trong chương trình hôm nay, mời bạn lắng nghe bài viết Tương tư một người có gọi là cô đơn được gửi đến từ bạn Alan Thanh Tâm. Có những ngày thức dậy không một ý niệm trong đầu, tắt điện thoại, khóa Facebook, nhốt mình trong phòng cùng mớ cảm xúc rối ren vô định. Buồn không hẳn là buồn, mà vui thì chắc chắn không thể là vui. Cứ thế, mình ngồi trước màn hình máy tính bật sáng, xem lại những bức hình cũ của cậu và mình. Cứ vậy, để mặc im lặng nhấn chìm, mình lạc bước trong một vòng lặp bất tận mang tên cậu. Có những ngày, mình không thể nói được một câu nào cả, vì xung quanh làm gì có ai đâu. Giữa bốn bức tường lạnh, mình mang tai nghe rồi lôi vài cuốn sách ra đọc. Nhưng rồi cả âm nhạc lẫn những con chữ đều bất lực trong việc thu hút sự chú ý của mình. Trái tim chẳng chịu vâng lời lý trí, cứ mải mê hướng sang một chuyện khác, về một người khác. Chuyện của chúng mình có thể gói gọn trong mấy chữ: tình bạn có thừa, tình yêu chưa tới. Chưa tới chẳng phải vì không muốn tới, mà bởi cả hai lúc nào cũng lầm tưởng còn quá nhiều tháng năm phía trước, quá nhiều cơ hội để thốt ra một câu ba âm tiết đơn giản: mình thích cậu. Và chính vì lúc nào cũng mơ hồ, không chủ động nhận rõ những ranh giới cần phải nhận rõ, hai đứa coi việc ở bên nhau như một lẽ hết sức đương nhiên, quên mất ngay cả thời gian cũng có điểm đầu và điểm cuối. Ngả đầu lên vai mình, cậu khẽ thì thầm: đừng nói gì hết, cứ mãi bên nhau như thế này thôi. Thực ra đâu cần cậu phải nhắc, mình cũng sẽ không nói gì cả. Không nói người đầu tiên nghĩ tới mỗi sớm bình minh tỉnh giấc là cậu. Càng không nói người cuối cùng trái tim hướng về mỗi tối, thả mình xuống giường khép mắt, cũng là cậu. Ngốc nghếch hay hèn nhát, có lẽ đến năm 20 mấy tuổi khó còn được xem là lý do chính đáng nữa rồi. Đáng sợ nhất trong một mối quan hệ là hai tiếng đã từng. Đã từng có người khuyên mình chân thành rằng: đừng thích, hãy yêu. Mình tự cho bản thân khôn ngoan, nên làm ngược lại với lời người đó nói: đừng yêu, hãy thích. Thích thôi, một chút chút thôi, để lỡ có ngày cách xa mình sẽ không vì thế mà đau lòng quá. Thích thôi, để nhìn cuộc sống này qua lăng kính nhẹ nhõm và bình thản nhất. Từ đầu đã không hết lòng bất chấp vì một người, thì kết quả dù có tan vỡ, nát vụn thế nào, vẫn có thể gắng gượng nở một nụ cười sau cuối. Mình thực sự đã tự dối lòng như thế. Để rồi có những ngày lung lay dữ dội, niềm tin cuộc sống này chứa đựng vô vàn những điều đẹp đẽ. Mình bước ra phố với hai bàn tay đút sâu vào túi áo, tâm trí treo ngược cành cao, chẳng còn bận tâm lá cây hai bên đường đã chuyển màu gì. Chỉ biết lầm lũi cúi mặt bước đi, thỉnh thoảng muốn khóc thì ngửa lên để dòng chảy đổi thành chiều ngược. Tự an ủi mình, không sao hết, bầu trời nhìn qua là nước mắt càng trong xanh, mặc dù nhìn không thấy, chạm không được. Nhưng người đó vẫn luôn hiện diện trong trái tim mình. Vậy thì tương tư một người chắc không được tính là cô đơn đâu. Và những ngày sau, khi con thuyền chìm xuống đáy biển sâu, khi một người trở nên xa cách bí ẩn mà chẳng thể biết được vì cớ gì họ lại ra đi, mình chìm đắm trong bản nhạc buồn suốt hơn 20 tiếng, buông thả cảm xúc trôi theo những giai điệu buồn tênh. Lời tạm biệt ấy không ngờ lại là câu nói sau cùng chúng ta gửi lại nhau. Khoảnh khắc ấy, mình cố ghi nhớ gương mặt cậu, ghi nhớ bờ môi hồng, cặp mắt ướt và mi mắt thật mỏng, nổi rõ từng đường gân xanh. Mình đã không nói được gì cả, không nói mình sẽ nhớ cậu, hay nói đúng hơn là nhớ chúng ta của hồi đó. Mình không hỏi, cậu không trả lời. Mình không níu kéo, cậu không chủ động ở lại. Cứ thế chia xa, tình yêu và chúng ta chỉ cách nhau một câu ba âm tiết đơn giản: mình thích cậu. Để rồi có những ngày, cô đơn đến nỗi chỉ muốn chạm vào ai đó, nhưng rốt cuộc chẳng có ai.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.